Phần tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu một cái tiện ích gọi là action ở trong Photoshop. Thì action nó là cái gì và nó giúp chúng ta được cái vấn đề gì trong quá trình làm việc ở trong Photoshop. Thì action nói một cách đơn giản, nó là các kịch bản cho sẵn và chúng ta có thể cho một cái ảnh nó chạy theo một kịch bản cho sẵn đó để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh và có chất lượng, có tính thẩm mỹ cao như là một cái tác phẩm chuyên nghiệp luôn, một cái sản phẩm chuyên nghiệp. Mà không nhất thiết là chúng ta phải có một cái tay nghề thật sự là cao. Đấy là cái cách sử dụng mà nó ở mức độ thấp nhất của một action. Thì action trước tiên là nó nằm ở đâu? Thì chúng ta sẽ tìm vào trong Windows, chúng ta tìm vào action. Các bạn nhấn Alt F9 gọi action ra. Thì các bạn sẽ có một cái bảng thoại như thế này. Bằng cách là mở cái action này ra thì chúng ta có thể thấy một số thứ như thế này. Ví dụ như là tôi mở thử cái default action là cái gọi là cái phần giới thiệu đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn như thế này. Khi tôi muốn chặn một action thì tôi sẽ bấm vào cái tên của action đó. Sau đó thì các bạn nhìn xuống dưới đáy của cái hộp này, các bạn sẽ tìm thấy cái dấu, cái nút play selection. Thì nó giống như là chúng ta phát một cái chương trình ở trên cái đầu đĩa hoặc là đầu cassette ấy, thì nó sẽ chạy theo cái chương trình mà đã thiết lập sẵn. Chúng ta lưu ý một chút như thế này, có một số các cái chương trình action thì có thể là bấm và chạy luôn. Cũng có một số chương trình thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải thực hiện một cái gì đó trước rồi nó mới chạy. Thì cái điều này các bạn để ý là sau tên của cái action mà có một cái phần nào đó mà đóng mở ngoặc thì đấy chính là yêu cầu chúng ta phải thực hiện trước rồi mới cho chạy được. Ví dụ như vignette này chẳng hạn, thì nó đóng mở ngoặc selection có nghĩa là yêu cầu là phải có một vùng chọn đó. Hay là ví dụ như là cast shadow này chẳng hạn, chúng ta thấy là type nó yêu cầu chúng ta phải nhập chữ vào đấy trước. Đáp ứng được yêu cầu này rồi thì nó mới chặn. Bây giờ chúng ta xem thử xem. Ví dụ như là tôi tạo một cái vùng chọn đó, tôi tạo một cái vùng chọn, tôi sẽ thực hiện như thế này. Sau đó thì tôi bấm thử vào nút play cho nó chạy. Nó sẽ mở ra một cái hộp thoại. Trong cái quá trình làm nó yêu cầu tôi ra giảm một tham số, hoặc nếu mà ok có nghĩa là chấp nhận tham số gốc của chương trình. Nhớ ok đi, tôi chấp nhận luôn. Và đây là kết quả. Vignette là một cái phần hình mẫu nào đó mà nó được làm mờ biên và nó chạy theo một cái vùng chọn do chúng ta tạo ra đó, như thế này. Ví dụ như thế. Bây giờ tôi sẽ cho chạy thử một cái khác xem. Ví dụ như wood frame chẳng hạn, các bạn sẽ thấy như sau. Đây, kết quả sau khi làm xong nó sẽ tạo ra cho chúng ta, tạo rất nhanh một cái khung cho cái bức ảnh này, và khung là chất liệu gỗ với cái độ rộng của cái khung này là 50 pixel. Các bạn có thấy là tôi phải làm cái gì nhiều không? Hầu như không phải làm gì cả, ngoài cái việc là chọn bức ảnh, chọn một action, sau đó cho nó play, cho nó chạy đó. Kết quả được đưa ra một cách rất chuyên nghiệp, mà thao tác thì hầu như chúng ta không cần phải can thiệp bất cứ cái gì. Thế thì bản chất action nó là cái gì? Bản chất action nó là một cái quá trình ghi lại các thao tác của một người làm trước đó. Họ làm cái gì, làm ra làm sao, sử dụng lệnh nào, thiết lập các cái tham số như thế nào. Thì khi mà họ làm, họ sẽ cho ghi lại thành ra những cái gạch đầu dòng, thành ra những ghi chú mà chúng ta gọi nó là một kịch bản. Và khi chúng ta sử dụng action thì Photoshop nó chiếu theo những cái ghi chú đó, nó thực hiện lại đúng những bước mà cái người mà làm trước đó họ đã làm, và kết quả thì nó ra rất chuyên nghiệp giống như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Action thì trong Photoshop nó có rất là nhiều họng khác nhau. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng ở góc trên này và các bạn nhìn từ đây cho đến đây, đây là những cái họ nhà, các cái thư viện action khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu khác nhau mà Photoshop nó có thể làm. Và bằng cách là mở cái thư viện này ra, sau đó thì quan sát hoặc là bấm thử cho nó chạy thử, thì chúng ta sẽ biết được là Photoshop đang vũ trang cho chúng ta những kịch bản như thế nào, có thể làm được cái gì. Và do đó thì khi chúng ta gặp một cái trường hợp công việc nào đó, một yêu cầu của khách hàng nào đó mà chúng ta thấy rằng trong thư viện Action này có cung cấp cho chúng ta những cái hỗ trợ này, thì các bạn có thể lấy lôi ra làm luôn mà không phải mất nhiều thời giờ nữa. Đây là cách làm của những người lười hoặc cách làm của những người không có trình độ, không có kiến thức nhưng vẫn muốn làm được những cái sản phẩm mà nó tương đối là ổn thỏa, thì chúng ta cứ thế lôi ra bấm cho nó chặn hết, không cần phải làm thêm gì nữa. Đấy là cách sử dụng Action ở mức độ thấp nhất, đơn giản nhất. Đấy. Ở mức cao hơn thì ví dụ như là tôi muốn là tôi vẫn chạy cái Action của người ta nhưng mà tôi muốn tạo ra những sự khác biệt thì tôi sẽ làm như thế nào? Ví dụ sự khác biệt thì sao? Chẳng hạn như là tôi bấm thử vào cái frame này, các bạn quan sát, đây là wood frame, cho chạy. Kết quả ok, tôi có một cái ảnh đã được cắt khung như thế này, cắt rìa như thế này. Cái này nó dựa trên cái sự xử lý rất nhiều bước, nhưng cái bước quan trọng nhất chính là cái bước áp dụng của lọc quay để biến dạng cái bước sóng xung quanh cái viền, để từ đó cắt cái viền ra như thế này. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta sẽ phải biết rằng là nếu ở trong cái góc độ dùng mà cao hơn so với việc là chạy không mà không cần biết là nó chạy như thế nào, thì chúng ta cần phải biết cách can thiệp vào đâu, vào tham số nào để cho cái quá trình Action nó chạy đúng đến đó, nó dừng lại để cho chúng ta ra giảm tham số theo cách của chúng ta, theo mong muốn của chúng ta. Thế thì để thực hiện cái việc này thì tôi sẽ hướng dẫn cái cách làm rất là đơn giản như sau. Nó không phải là hoàn toàn chính xác trong 100% trường hợp, nhưng nếu như trường hợp mà nó sử dụng Action này mà nó dùng tới các cái bộ lọc ở trong filter thì hầu như là chúng ta có thể áp dụng một cách chính xác luôn. Các bạn mở một Action, thư viện Action ra, muốn chạy cái nào thì các bạn chọn cái đó. Tuy nhiên là để mà đánh dấu được cho cái chương trình nó dừng lại ở cái điểm nào thì chúng ta cần phải bấm mũi tên này để sổ nó xuống, để nó cho chúng ta xem xét kỹ những cái bước về sau này. Thế thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xem cái tên của Action nó là gì thì tìm trong các cái bước mà triển khai dưới này. Ở đây chúng ta có từ Wave về này. Đấy. Và nếu như chúng ta xuống đây chúng ta lại tìm thấy cái từ Wave ở đây thì có nghĩa là đấy chính là cái từ khóa chốt của cái Action đó. Và chỉ cần là gì đấy ạ? Đánh dấu vào cái ô này. Những cái ô nào mà ô vuông bên này mà không có đánh dấu thì nó cứ thế nó chạy theo kịch bản thôi. Còn cái chỗ nào mà có đánh dấu đây thì là nó sẽ dừng lại, nó đưa ra các hộp thoại, nó đưa ra các tham số để cho chúng ta có thể can thiệp vào. Đây, bình thường ra là nó sẽ chạy mặc định, đúng không? Nhưng nếu một khi mà tôi đánh dấu vào đây thì đến đó nó sẽ dừng lại. Và bây giờ tôi sẽ can thiệp như sau: gia giảm tham số, đúng không ạ? Như thế này là không uốn lượn, đúng không? Bây giờ tôi kéo nó một tí. Đấy, nếu như tôi kéo sâu hơn thì nó ăn sâu hơn thế này. Đây, ví dụ tôi cho nó một xíu thôi, hơi một chút thế này. Đó. Đấy, một xíu thôi. Đây, kết quả tôi làm nó sẽ hơi khác để so với lại cái bài mẫu. Ok, đây kết quả. Rõ ràng là cái đường lượn của tôi nó khác biệt đó so với lại cái bài mẫu vừa nãy. Thế thì ở đây là chúng ta đã thấy là chúng ta có thể can thiệp được, miễn là biết cách. Đây, thử nghiệm lại một cái khác nhé. Function F12. Bây giờ tôi chạy thử một cái khác này. Chẳng hạn như không phải sử dụng wave frame nữa mà tôi sử dụng ripple frame chẳng hạn. Thế thì cái từ khóa ở đây là ripple, frame là khung, ripple là từ khóa của nó. Vậy thì tôi cũng sẽ tìm xuống dưới này, tôi đánh dấu vào chỗ mà nó có cái từ tương ứng ở trên cái tên của action, và bây giờ tôi cho nó chạy. Đến cái điểm cần thiết thì chúng ta sẽ có cái hộp thoại mở ra bằng cách là gia giảm các tham số này. Tôi sẽ làm thay đổi cái đường biên của nó đấy, nhấp OK thì chúng ta sẽ có cái biên, đúng không? Các bạn sẽ thấy nó có cái biên xé rách như này. Nhưng nếu mà chúng ta xem lại này, đây là cái biên do tôi tạo ra nhé, bằng các cách can thiệp vào tham số. Và đây chúng ta xem lại cái tham số gốc của nó, ripple này. Bây giờ tôi không đánh dấu vào cái phần ripple nữa, tôi cho nó chạy tự nhiên nhé, xem cái kết quả của nó. Đây, các bạn nhìn thấy cái mép biên nó được xé ra như thế này. Có nghĩa là tôi hoàn toàn tôi có thể là tùy biến, tôi có thể làm khác biệt đi cho kết quả đạt được. Bây giờ bất kể là cái kết quả đó nó đẹp hơn hay nó xấu hơn, nhưng mà tôi có thể khẳng định được một điều rằng là tôi tạo ra sự khác biệt. Tôi không nhắm mắt nhắm mũi làm theo cái cách gọi là không cần biết là nó chạy như thế nào đấy. Ở một mức độ nếu mà lớn hơn nữa thì chúng ta có thể làm gì? Mức độ lớn hơn nữa chúng ta có thể học theo cái cách tư duy, cái cách làm của họ, bằng cách là bấm vào từng cái bước này để xem là nó làm những cái việc gì. Ví dụ đây, make snapshot này, convert mode này, reset selection này, duplicate selection này, canvas size này, set selection này, duplicate current layer này, show current layer này. Từng bước này nếu mà chúng ta quan sát, hoặc ít nhất là chúng ta bấm đánh dấu vào từng bước một để xem nó chạy từng bước một này thì nó dừng ở đâu, nó làm đến cái gì, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đọc được xem là để làm ra một sản phẩm như thế này thì người ta làm qua bao nhiêu bước và mỗi bước người ta làm cái gì. Các thông số ở đây ghi rất rõ. Nếu mà các bạn quan sát, chịu khó quan sát, các bạn chịu khó xem thì hoàn toàn các bạn có thể viết lại, các bạn có thể đọc lại được là quy trình làm ra một cái sản phẩm một cách chuyên nghiệp như thế này, người ta làm bằng cách như thế nào và các hàm số ra làm sao, thì mình có thể học được cái tư duy, học được các bước làm của họ. Đấy là chúng ta phân tích mổ xẻ một cái thao tác họ đã làm để rút ra được bài học, rút ra được quy trình, rút ra được cái logic cho mình làm theo. Thế còn ở một góc nữa thì chủ động hơn, có nghĩa là tôi mong muốn là tôi tạo ra một action của mình theo cái style của mình, theo cái nhu cầu công việc của mình. Tôi chỉ lấy đơn giản thế này, một action giúp cho chúng ta chạy một cách tự động rất nhanh, thay vì việc là phải ngồi làm từng thao tác một, thì bây giờ tôi có thể làm một lần và sau đó thì cứ gặp phải cái việc như thế thì tôi sẽ cho action nó chạy, thì cái việc đó nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và cái điều quan trọng là cái action này nó phù hợp hoàn toàn với nhu cầu công việc của tôi đó. Ví dụ bạn có rất nhiều ảnh chụp, ảnh đó nó sẽ là ảnh RGB, bây giờ bạn muốn là in nó ra thành một quyển catalog cho khách hàng xem, thì ít nhất cái việc bạn phải làm là phải convert nó sang thành CMYK, đúng không? Đấy, rồi sau nữa thì cái ảnh đó cần phải đưa về kích thước bao nhiêu để phù hợp với lại cái khuôn khổ của quyển catalog giới thiệu sản phẩm. Những cái việc như thế thông thường chúng ta mở tài liệu ra này rồi thiết lập các thứ, thì tôi nghĩ là nó trung bình tùy vào độ phức tạp mà chúng ta sẽ mất từ 15 cho đến 20 thao tác để chúng ta làm xong một cái ảnh đấy. Và nhất là chúng ta còn có thêm cái gì nữa nhỉ, độ phân giải phải là 300 nhé, màu phải chuyển về CMYK nhé, và thiết lập một cái kích thước chiều ngang bao nhiêu đó. Đấy là những cái thứ mà rất là tối thiểu để chúng ta cần phải làm để chúng ta đưa nó vào trong một cái danh sách các cái ảnh sẽ được sử dụng ở trong quyển catalog. Đấy, thế thì bây giờ nếu như tôi có một cái ảnh tôi làm như thế thì không thành vấn đề, nhưng mà một quyển catalog có khoảng 100 cái ảnh sản phẩm chẳng hạn, rõ ràng là tôi sẽ phải lặp đi lặp lại 100 lần các thao tác đó, nhân lên với từ 15 cho đến 20 thao tác cho một cái ảnh. Có nghĩa là tôi sẽ làm mất bao nhiêu thao tác, rất nhiều thao tác đấy, đúng không? Thế thì bây giờ thay vì làm như thế thì chúng ta sẽ tự mình viết ra một action để gặp phải trường hợp đó tôi cho nó chạy luôn. Bây giờ chúng ta xem thử xem nhé. Để tạo ra một cái action này, bây giờ tôi đóng hết tất cả những cái thứ khác lại, không cần thiết, bỏ đi, kéo thả nó, vứt vào trong thùng rác đi, không mất đi đâu, nó sẽ chỉ là không xuất hiện ở trong cửa sổ này thôi. Chứ không có nghĩa là tôi xóa như thế này có nghĩa là tôi sẽ vứt mất cái action mẫu ở trong Photoshop đi đâu. Thế bây giờ để tạo ra một cặp mới này, tất cả các cái thư viện action của Photoshop thì nó sẽ được xây dựng ra thành các thư viện và nó nằm trong một cặp chứa. Thế bây giờ tôi cũng sẽ tạo ra cặp chứa của tôi. Tôi đặt tên là My Action. Ok, vậy là tôi sẽ có một cặp rỗng, bây giờ chưa có chứa gì ở trong đó cả. Để tạo ra một action của tôi thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng. Tôi sẽ đặt tên là action 1, action 2 hay là tùy theo nhiệm vụ của chúng ta, đúng không? Sau đó nhấn record. Thì lệnh record nó sẽ cho phép chúng ta lưu lại cả cái quá trình làm việc của chúng ta là làm cái gì. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta có thể là thực hiện như thế này. Làm một cái gì đó thì chúng ta mở một cái ảnh ra và chúng ta cho nó làm lại nhé. Ví dụ tôi mở một bức ảnh vào đấy, đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm những cái gì nào? Giờ record nhá. Thứ nhất là vào email này, mode này, chuyển sang CMYK. Đấy là một thao tác mà tôi phải làm. Đó. Sau đó thì tôi vào email size, kiểm tra xem cái độ phân giải này là bao nhiêu. Nếu như muốn giữ nguyên cái chất lượng ảnh thì có thể là tôi sẽ bỏ cái đánh dấu resample này đi và tôi tăng cái độ phân giải này lên 300 để nó thu kích thước và nó tăng độ phân giải lên thôi. Nhập ok, vậy là tôi được cái thứ hai. Sau đó thì vào email size, bây giờ kiểm tra lại là cái kích thước chiều ngang này như thế này là ổn chưa. Ví dụ là tôi chỉ cần mỗi cái bức ảnh này nó có độ rộng chiều ngang độ khoảng 15 phân thôi chẳng hạn. Bây giờ lại đánh dấu vào đây, resample, tôi cho cái này là 15 phân chiều ngang và nó co duỗi thế nào mặt xác nó. Ok, vậy là tôi thiết lập xong được thêm kích thước chiều ngang của cái bức ảnh. Sau đó thì file save as đưa vào đâu đó. Đó, ví dụ như là tôi đưa vào từ mục này đi, save, thiết lập các tham số, sau đó đóng lại, hỏi, thế là xong. Như vậy là chúng ta đã làm mất độ khoảng đấy, khoảng độ 20 thao tác đấy. Thế bây giờ những cái bức ảnh khác thì sao? Đó, tôi sẽ mở tiếp bức ảnh thứ hai. Sau khi làm xong thì chúng ta cần phải gì ạ? Xin lỗi, chúng ta phải đóng lại đã. Và ở đây thì đang thừa một cái bước là mở open cái ảnh kia, cho nên bây giờ tôi không cần cái này nữa. Tôi sẽ thực hiện như sau. Bây giờ tôi chọn action 1 này, bấm này. Đấy, tất cả mọi thứ nó đã làm tự động rồi, tôi không phải làm thêm gì nữa. Tôi mở tiếp cái ảnh 1 này. Đó, tôi lại cho chạy action này. Xong. Như vậy là mọi thứ trở nên rất là đơn giản, rất là nhanh. Đó, thay vì phải mỗi lần làm độ khoảng 15 cho đến 20 thao tác cho một cái ảnh. Tôi khoan nói là cái ảnh đấy sáng tối như thế nào, đẹp hay là xấu nhé. Chúng ta đang nói về các vấn đề nó hết sức là kỹ thuật. Kích thước dài rộng bao nhiêu, độ phân giải bao nhiêu, rồi thì hệ màu như thế nào. Đấy là những thứ hết sức là kỹ thuật đã. Tôi khoan nói tới cái chỉnh lý làm sao chi tiết là bức ảnh đó nó đủ sáng, thừa sáng, thiếu sáng, rồi chấm sửa chỗ nọ chỗ kia. Đây là một việc hoàn toàn khác, và cái việc đó thì không làm tự động được. Đấy, chúng ta chỉ nói về những vấn đề làm được tự động thôi. Và thay vì việc là cứ rất là nhàm chán, một ngày chúng ta dở ra chúng ta làm khoảng 100 cái lần thao tác giống nhau như thế, thì thay vì việc như vậy chúng ta sẽ automatic giảm bớt những thao tác chúng ta phải làm đi. Tuy nhiên là thao tác này nó sẽ vẫn phải mất thời gian, tại vì chúng ta phải mở từng cái ảnh ra một đó, hoặc là sau đấy chúng ta lại phải di chuột, chúng ta bấm vào cái nút play. Thế thì bây giờ để giải quyết cái việc này thì tôi muốn là làm một chút, làm cho nó đơn giản hơn, đó là tôi nhấp đúp vào trong cái tên này và tôi tìm tới phần function key. Tôi muốn gắn cho nó một cái phím tắt, để thay vì việc là di chuột vào để bấm vào nút play thì tôi sẽ ấn phím tắt thôi. Ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta từ phím F2 cho tới phím F12 để cho phép chúng ta gắn. Tuy nhiên là phím F12 là cái phím reverse mà chúng ta hay sử dụng rồi đó, cho nên tôi chọn phím F11 thôi, sau đó thì nhấp OK. Vậy thì bây giờ tôi chỉ việc là nhấn phím F11 hoặc function F11 nếu như yêu cầu cần phải có phím function, nếu mà chúng ta làm ở trên máy tính sách tay. Đấy, thì các bạn thấy là chúng ta làm mọi chuyện rất nhanh. Thay vì việc di chuột thì bây giờ ấn phím tắt thì nó nhanh hơn một chút nữa. Muốn nhanh nữa thì chúng ta có thể là mở độ khoảng 170 cái ảnh ở trên màn hình và cứ bấm, nó làm xong lại bấm tiếp, phím tắt là xong. Tuy nhiên thì cái cách đó nó vẫn chưa đạt được cái hiệu quả cao nhất như chúng ta mong muốn, tại vì chúng ta vẫn phải có mặt tại máy, chúng ta vẫn phải ngồi chờ từng cái bức ảnh một nó xong để chúng ta bấm sang cái lệnh khác, chúng ta làm sang cái ảnh khác. Và tôi muốn là nó đạt được một cái hiệu suất cao hơn và cái tính tự động cao hơn nữa. Ví dụ như là chúng ta mở rất nhiều ảnh vào, sau đó chúng ta bấm phím tắt liên tục, cách đó cũng được, nhưng mà ít nhiều thì chúng ta sẽ phải mở một đống ảnh ở trên màn hình, và nếu như mà mở nhiều thì máy của chúng ta nó sẽ chậm, tại vì nó chiếm dụng bộ nhớ để nó hiển thị các ảnh đó. Thế tôi muốn là bấm một bấm mà chạy được nhiều ảnh, có được không? Đây, bấm một bấm mà mở được nhiều ảnh. Bây giờ các bạn quan sát này, chúng ta có thể làm bằng cách như thế này: chọn toàn bộ những cái bước thực thi, sau đó các bạn kéo nó vào trong cái trang giấy trắng này, nó cũng nhân đôi lên giống như chúng ta kéo một cái layer vào trong cái trang giấy trắng ở chỗ layer ấy, thì nó sẽ duplicate lên. Bây giờ ví dụ tôi lại chọn này, tôi duplicate lần nữa, vậy là tôi được 4 lần, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi mở một cái bức ảnh, tôi mở nhiều bức ảnh đi, 1, 2, 3, 4, ví dụ thế. Thế đây tôi mở liền 4 bức ảnh. Bây giờ nếu mà tôi nhấn function F11 thì tôi chỉ cần bấm một lần và kết quả là 4 cái ảnh này được làm cho đến khi xong, tức là tôi tăng khối lượng làm việc của nó lên gấp 4. Nếu tôi tăng gấp 10, tôi tăng gấp 100, có nghĩa là tôi có thể là mở được rất nhiều bức ảnh và chỉ bấm một lần duy nhất là nó sẽ giải quyết được. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là hoàn hảo. Vì sao? Vì cái điều tôi vừa mới nói, mỗi bức ảnh mở ra nó sẽ đòi hỏi một cái phần bộ nhớ của chương trình, do đó thì nó sẽ chiếm dụng bộ nhớ và nó sẽ làm cho cái những thao tác lúc đầu cực kỳ chậm luôn, tại vì nó đang tốn rất nhiều bộ nhớ để nó mở đống ảnh đó. Thế và bây giờ tôi muốn là giải quyết cái chuyện này một cách đơn giản hơn. Thì bây giờ tôi sẽ làm như sau: bỏ hết tất cả những cái thứ mà chúng ta vừa duplicate đi, chỉ để lại một cái bản gốc thôi. Và lúc này chúng ta sẽ lại quay trở về cái lệnh mà chúng ta vừa giới thiệu vừa nãy, đó là Automate. Đây, các bạn quan sát, chúng ta sẽ vào file, vào Automate, và chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh Batch, là cái lệnh mà xử lý theo gói. Ở đây tôi chọn và tôi sẽ thiết lập là làm việc ở trong cái cặp tài liệu của tôi, chọn một cái action do tôi viết ra. Về suộc thì nó cho phép là chọn nhiều kiểu: folder, import, open file, browse, vân vân. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ chọn theo kiểu folder. Open file chính là cái dạng vừa rồi tôi vừa mới làm, tức là tất cả những ảnh nào hiện đang mở ở trên màn hình đấy. Nhưng mà như thế thì là không phải là cái cách hay. Vậy tôi sẽ chỉ cần chỉ định là cho nó một cái folder đấy, hãy làm việc với folder này và xử lý hết những cái gì trong đó. Thế thì bây giờ tôi chọn là folder, đúng không? Sau đó thì chúng ta nhấn choose the folder, chúng ta chỉ cho nó biết là cái folder nào là cái folder cần phải xử lý. Ví dụ như là tôi tìm tới desktop đây, xem có folder nào ở đấy. Ví dụ chọn lấy một cái đi. Đó. Thế sau đó thì chúng ta làm tiếp cái thứ hai là destination, là sau khi mà chúng ta xử lý xong thì chúng ta sẽ lấy cái folder nào để chứa cái ảnh mà đã được hoàn thành. Thì chúng ta cũng chọn kiểu folder và choose giờ này để chúng ta chỉ cho nó biết là nó sẽ lưu cái tài nguyên mà sau khi xử lý xong vào đâu. Rồi cách tốt nhất bây giờ tôi sẽ tạo ra hai cái thư mục nhé. Một thư mục bây giờ chúng ta tạo ra là thư mục gốc này, gốc nha, new. Bây giờ cái này đặt tên là xong. Đó. Bây giờ tôi sẽ lấy một số các cái ảnh tôi cho vào thư mục gốc này là để coi như nó là cái thư mục chuẩn để chúng ta lấy tài liệu chúng ta xử lý. Đây, vào new folder tôi lấy một vài cái bức hình ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6, 7. Ok, tôi copy là 7 cái bức ảnh, tôi vứt vào trong cái thư mục được gọi là gốc này. Sau khi mà lấy đủ được các bức ảnh rồi, tôi mới xử lý tiếp như sau. Bây giờ làm lại này, file này, automate này, chọn batch này. Đây, folder tôi sẽ choose, giờ tôi chọn lại một cái folder rất là cụ thể luôn. Đó là thư mục desktop với tên là gì đây ạ? Gốc. Đấy là thư mục chứa tài liệu. Sau đó thì ở cái folder này thì choose giờ này tôi sẽ chọn lại cái thư mục có tên là xong, nằm ở desktop. Ok, việc còn lại là nó sẽ chạy cho chúng ta. Đây, các bạn quan sát. Tất cả đều được tự động. Ở đây nếu như mà có cái vấn đề gì đó xảy ra thì nó sẽ là cái mà tôi sẽ nói tiếp đây. Trong cái quá trình chạy thì về mặt nguyên tắc như thế là chúng ta đã tối ưu hóa một cách cao nhất cho cái thao tác mà lặp đi lặp lại hoặc là cần phải làm việc với số lượng rất là lớn. Tuy nhiên nó vẫn ẩn chứa ở trong cái quy trình đó một số các vấn đề mà chúng ta không thể nào mà quản lý hay là chắc chắn 100%, bao gồm mấy vấn đề ví dụ như là tôi đáng nhẽ ra tôi viết xong cái action như thế thì tôi có thể là xử lý nó một cách ngon nghẻ với số lượng lớn, có nghĩa là máy sẽ tự làm và tôi có thể bỏ đi nghỉ ngơi hoặc đi làm việc khác hoặc đi sang chỗ khác. Tuy nhiên là sẽ có tồn chứa một vài cái yếu tố nằm ngoài dự định của chúng ta, ví dụ mất điện, ok, cái đó thì không thể nào mà, hoặc là máy lỗi, ok, đấy là những thứ mà chúng ta không lường được. Cứ nghĩ đinh đinh rằng là có 1000 cái ảnh đặt action xong rồi thì đi một buổi chiều về là nó sẽ xử lý hết cho mình. Thế nhưng cuối cùng thấy là chả có gì cả và không đạt được cái tiến độ thời gian, thì cái đấy là cái nằm ngoài cái khả năng tính toán của chúng ta. Đó. Hoặc giả như là như vừa rồi các bạn nhìn thấy đang chạy rất ngon nghẻ, tự dưng có một thằng lại bật ra một cái hộp thoại nào đó hỏi han linh tinh và chúng ta phải thiết lập các hàm số, tại vì là các ảnh mà định dạng khác nhau kiểu khác nhau thì nó sẽ có những cái chế độ lưu và các cái tùy chọn nó khác nhau. Ví dụ một cái ảnh JPEG thì nó khác với ảnh PNG, một cái ảnh TIFF thì nó khác với ảnh PSD, vân vân. Định dạng khác nhau thì khi lưu nó sẽ có những chế độ, nó sẽ có tham số khác nhau hoàn toàn, và do đó nếu như nó đang chạy một loạt ảnh JPEG chẳng hạn, tự dưng lại tòi đâu ra một cái ảnh PNG, thế thì nó sẽ không hiểu là cần phải làm việc như thế nào với cái ảnh này, và nó phải hỏi lại. Nếu chúng ta không có mặt ở đó để thiết lập các tham số để cho nó qua cái vụ đó đi, thì nó cứ đứng đần ra đấy và nó chờ cho đến khi nào có người giải đáp câu hỏi cho nó thì nó mới chạy tiếp. Do đó thì nếu như mà các bạn gặp phải cái trường hợp là chúng ta sắp xếp ảnh một cách tùm lum mà nó không cùng một cái hệ với nhau thì nó sẽ rất là mệt. Nếu không thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác rất là chung nữa, có nghĩa là các bạn sẽ yêu cầu là convert toàn bộ tất cả những cái ảnh từ cái đuôi này sang, hoặc là bất cứ một cái đuôi nào đó sang thành một dạng duy nhất. Đấy là ví dụ tôi không cần biết ảnh gốc nó là cái gì thì chúng ta cần phải có một cái thao tác trước đó, đó là đổi loại đã, tất cả đều về JPEG, tất cả đều về TIFF, tất cả đều về PNG, ABC gì đó cho nó đồng bộ, thì lúc đấy nó mới tránh được cái lỗi đó. Hoặc nếu không thì các bạn sẽ phải làm theo cái thao tác như thế này, đó là các bạn tìm tới cho tôi trong cái thư mục gọi là góc như thế này chẳng hạn, chúng ta mới tìm thử xem là đặt vào chế độ view, chúng ta chọn vào detail chẳng hạn. Đấy thì các bạn thấy đây này, sự khác biệt nó nằm ở đây, thấy không ạ? Ở đây đều là JPEG, đột nhiên có cái thằng retouch này nó lại là PNG file, và đấy chính là cái điểm tạo ra khác biệt, và nó dừng đứng lại đó, nó không chỉ giải tiếp. Và cách chúng ta xử lý thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là gì đấy ạ? Chọn ở chế độ gì đây? View, chúng ta để detail hoặc là một cái chế độ nào đó mà cho phép chúng ta nhìn thấy được cái định dạng này. Sau đó thì các bạn có thể là tốt nhất là để detail đi, sau đó các bạn bấm vào cái type này, cái kiểu dạng này thì nó sẽ xếp đồng loạt tất cả những cái thằng nào mà cùng một loại vào với nhau, những thằng khác cùng loại sẽ vào dính liền vào với nhau. Và bằng cách như thế này chúng ta có thể lọc ra được những cái thằng nào đó mà khác loại, đúng không? Và thằng khác loại này sẽ phải được xử lý riêng. Còn tổng quan nếu như 1000 cái ảnh mà bây giờ có độ khoảng 3 cái ảnh khác loại thì tôi có thể vứt nó ra một chỗ để tôi xử lý sau. Còn độ khoảng hơn 900 cái ảnh kia tôi cho nó chạy một mạch với lại action của tôi. Thì đấy sẽ là một cái thao tác mà nó ổn thỏa rất là nhiều. Thế còn những cái thằng mà khác loại thì hoặc là ngồi làm thủ công một tí, hoặc không thì các bạn viết thêm một cái đoạn nữa trong action, tức là cho nó convert loại luôn sang thành một loại, sau đó thì xử lý tiếp. Thì với cái cách làm bằng action như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái trợ thủ rất là tốt để tự động hóa công việc. Nó giúp cho chúng ta giải quyết được một khối lượng rất lớn công việc nhưng mà tốn rất ít thời gian, chỉ cần làm duy nhất một lần với cái action mẫu. Tất nhiên là action không chỉ như thế, nếu mà chúng ta có thể viết thì chúng ta phải viết nhiều công việc hơn nữa, nhưng mà cái đó nó phụ thuộc vào cái vấn đề các bạn hiểu việc đến đâu đó, các bạn hiểu việc mình đang làm đến đâu. Và tất nhiên là nó chỉ giúp chúng ta giải quyết những cái gì mà nó mang tính chung thôi nhá. Còn những cái mà mang tính chỉnh ảnh, ví dụ như là chấm sửa các thứ, thì cái đó thì hoàn toàn đấy là việc của con người rồi, chúng ta sẽ không làm được cái việc đó. Đấy. Nhưng mà một số cái mà tạo ra hiệu ứng này, một số cái là thiết lập về kích thước này, một số thứ áp dụng một cái bộ lọc ABC gì đó vào cho cái ảnh, hoặc là đổi tông màu hay cái gì đó, những cái việc đó thì hoàn toàn các bạn có thể làm hàng loạt luôn. Bây giờ chúng ta xem thử một vài cái xem là shop nó giúp chúng ta làm được những cái gì nhá. Ví dụ như là tôi mở một bức ảnh như thế này. Chẳng hạn lấy một bức ảnh đẹp. Ok. Đây, bây giờ chúng ta xem thử action khác. thì nó cho chúng ta những cái gì nhé. Ví dụ như là mở thử một cái image effect xem nào. Đây, ví dụ tôi bấm vào cái layer. Ok, rất nhanh tôi đã có một cái gì đấy ạ, một cái bức hình mà tự dưng là có mưa ở trong này đấy. Cực kỳ nhanh đó. Tôi không thích như thế nữa, tôi có thể làm một cái khác. Hiệu ứng rồi glass đây, hoặc là đây sepia toning, biến đổi sang thành một cái tông màu của nó đó, hoặc là colorful center. Đấy, ví dụ các bạn sẽ thấy rằng cái ảnh này nó sẽ tương đối đặc biệt, chỉ có vùng tâm có màu, vùng khác thì cắt mất màu, vân vân. Những cái này thì các bạn có thể là áp dụng, có thể dùng một cách rất là nhanh nếu như các bạn mà lười xem nó làm như thế nào. Đấy, hiệu quả rất cao, rất nhanh, rất nhiều các hiệu ứng khác nhau, tạo ra được nhiều kết quả khác nhau. Thì việc của các bạn bây giờ là cần mở hết toàn bộ các cái thư viện action này ra, xem là chúng ta được cung cấp cái gì. Trước tiên là cần phải biết là cái kho báu ở trong tay ra chúng ta, cái kho mà người ta cung cấp chúng ta nó chứa những phép thuật gì đã đó. Thì đến lúc mà chúng ta động việc thì chúng ta mới có thể là niệm đúng thần chú được, chứ còn đến lúc ấy mới ngồi mà thử nghiệm do từng cái câu thần chú này hay là từng cái action này nó làm cái gì thì lại không ổn rồi. Việc của chúng ta là phải nắm rất rõ là trong tay chúng ta có cái gì đấy, và đến lúc đụng việc một cái là lập tức biết ngay đây phải là ở cái kho này cái action số mấy thì nó sẽ làm giúp ta việc này việc kia. Đấy, đây là mức độ gọi là đơn giản nhất trong các đơn giản là lôi ra mà dùng. Đấy, còn thích nữa thì các bạn có thể là copy thì nó xong rồi sửa đổi nó sang thành cái gì đó. Hoặc ở mức độ cao nữa thì khi mà hiểu việc những cái việc gì đó mà chúng ta suốt ngày chúng ta phải làm lặp đi lặp lại những cái gì mà chúng ta sẽ có cái tính chất mà nó nắm rất rõ rồi đấy, lặp đi lặp lại nhiều hoặc là nắm rất rõ bản chất vấn đề rồi, chúng ta hoàn toàn có quyền là viết lại những cái action để giải quyết cái vấn đề riêng của chúng ta. Thì cái hỗ trợ này thì nó đã giúp cho chúng ta giải quyết mọi việc, nó trở nên rất là nhanh. Và thực ra thì nếu mà trong một cái mức độ nào đó thì các bạn sẽ thấy rằng là mình cũng không cần phải mò mẫm từng tí một. Đôi khi là các bạn nhìn cái kết quả nó nằm ở trong cái layer này, các bạn cũng sẽ hiểu ra là nó làm cách nào. Ví dụ như là đây thì chúng ta nhìn rất rõ luôn đấy, chẳng qua là một cái ảnh được convert sang thành cái chế độ mất màu đi, đúng không? Và có đặt một cái mặt nạ mà cái sức tô của nó là tô truyền đen trắng ở giữa tâm đấy. Thay vì việc là sử dụng cái layer này thì đây các bạn sẽ nhìn thực ra thì nó cũng sẽ chỉ là thế này thôi nếu mà chúng ta hiểu vấn đề, nhưng mà hiểu và làm là nó lại là một chuyện khác nhau, đúng không? Ví dụ image adjustment Desaturate, đúng không? Sau đó thì tạo một mặt nạ, trong mặt nạ chúng ta sẽ chọn cái này, chúng ta sẽ chọn cái chế độ là tô chuyển tròn như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ tô từ tâm tô ra. Đúng không ạ? Đây đã giống như của họ chưa? Đấy. Thế bằng cách là vừa sử dụng của họ, vừa khám phá học hỏi thì chúng ta sẽ gỡ ra rất nhiều thứ ở trong cái cách làm việc với Photoshop như thế này. Rồi ví dụ như là còn có một cái nữa mà các bạn cũng có thể học hỏi theo, đấy chính là cái phần FX hay là chúng ta gọi là style. Bản chất của style thì nó cũng không có cái gì ghê gớm cả, nó nếu mà xét rõ ra thì nó chính là layer style thôi chứ không là cái gì ghê gớm hết. Nhưng mà ở đây cũng được làm theo cái cách là người ta đã làm và người ta lưu lại những cái style mà họ gắn cho cái bức ảnh, Do đó thì chúng ta có được những kết quả rất nhanh. Ví dụ đây, tôi bấm vào một cái bức hình, chọn style. Có lẽ là tôi cũng sẽ chọn một cái loại nào đó mà cho nó đúng với cái nhu cầu, ví dụ image effect. Ok. Bây giờ các bạn sẽ tìm ra một cái nào đó, ví dụ như đây. Trước tiên là riêng về style thì các bạn phải lưu ý giúp tôi một chút là sẽ có một số thứ là không chạy được ở cái lớp background nhé. Cho nên là chúng ta cần phải biến đổi nó thành layer 0 trước đã. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào các cái biểu tượng này. Lập tức nó cũng sẽ lại gám một số thứ vào trong cái bức hình như thế này. Ví dụ như vừa rồi, thay vì dùng action tạo mưa thì bây giờ tôi sẽ gám một cái style tạo mưa. Và cái này thì lại cho chúng ta một cái cách học hỏi khác. Các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy rất rõ là bản chất nó chẳng qua là layer style thôi. Nó gắn thêm một cái layer style vào đây, và bằng cách bấm vào đây để tôi xem là nó tạo cái gì, nó làm cái gì, thì chẳng qua nó là một cái pattern được lặp đi lặp lại và để ở chế độ screen, có nghĩa là một trên một cái nền đen, đúng không? Chúng ta vẽ ra các cái màu trắng, vạch màu trắng đại diện cho mưa, ngắn ngắn dài dài. Sau đó thì là chúng ta sẽ tạo ra thành một cái mẫu pattern. Bây giờ chúng ta đưa cái mẫu pattern này vào theo cái cách là gắn layer style vào và chuyển cái chế độ blend mode sang thành screen, thì tất cả những cái phần mà màu sẫm nó sẽ bị giấu đi và chỉ còn lại các vệt trắng là đại diện cho mưa thôi, ví dụ như thế. Thì nếu mà các bạn để ý, sau khi mà chúng ta dùng, chúng ta gắn những cái layer style này vào cho các cái ảnh, thì chúng ta quan sát xem là nó báo cái gì ở đây. Bằng cách là quan sát thế này, chúng ta cũng sẽ học được cái võ là những cái layer style này chẳng qua nó là thế này thế kia, và chúng ta cũng có thể là tự mình làm ra những cái layer style như chúng ta mong muốn. Có tự lưu được không? Vừa nãy chúng ta đã tự làm ra cái action rồi, đúng không? Bây giờ style cũng thế thôi. Ví dụ tôi mà thích thì tôi có thể tạo ra một cái style của riêng tôi, ví dụ, và vào layer style, đúng không? Chẳng hạn như là Color Overlay, tôi muốn nhuộm cho nó sang một cái tông màu xanh này chẳng hạn, ok, đúng không? Tôi để nó sang chế độ multi hoặc là sang một chế độ nào đó, ví dụ như này, overlay chẳng hạn. Ok, vậy thì đây chính là một kiểu. Thế bây giờ tôi có thể là giải quyết bằng cách là gì đây ạ? Đây, đưa trỏ chuột vào trong cái khu vực trống nhé, khu vực trống của cửa sổ layer, kích một cái, nó sẽ cho tôi phép tôi thiết lập. Bây giờ tôi đặt tên là tông xanh, ví dụ như thế. Ok, xong, nó sẽ xuất hiện ở đây. Bây giờ nếu tôi có một bức ảnh khác, tôi cũng muốn làm tông xanh như thế, thì đây, tôi chỉ việc bấm vào đây một cái, lập tức nó nhuộm luôn. Chúng ta có thể tự mình làm, đúng không? Chứ không nhất thiết là cái gì chúng ta cũng dùng của người ta. Ở trong một mức độ, nếu như chúng ta là người hiểu vấn đề rồi thì việc dùng của người ta lại rất là dễ, không có gì điều gì đáng chê trách cả. Tại vì là bản chất vấn đề là gì? Tôi hiểu vấn đề nhưng tôi làm sao cho nó nhanh nhất, đúng không? Thế còn ở góc độ gọi là học thì chúng ta sẽ lấy tất cả những cái mà hình mẫu được cho sẵn, thư viện cho sẵn, dùng khám phá ngược lại xem quy tắc xử lý nó như thế nào, đối chiếu lại với kiến thức của chúng ta đã được trao đổi với nhau đấy, xem nó thuộc về lĩnh vực gì và chúng ta biết đến đâu, chúng ta có thể làm lại được đến cái gì đấy. Và sau đó ở một góc độ khác cao hơn, có nghĩa là chúng ta tự mình làm ra những cái style, tự mình làm ra những action của mình để cho phù hợp hơn với lại cái công việc, với lại cái tính chất mà hàng ngày mình phải làm đấy. Tại vì action cho sẵn, style cho sẵn, rất chuyên nghiệp, rất đẹp, nhưng không phải cái gì nó cũng hoàn toàn phù hợp với lại cái công việc mình đang làm hàng ngày. Do đó thì cái việc mà hiểu nó là cái gì và tự mình làm ra những cái mà sát thực nhất với lại cái công việc của mình thì nó mới tạo ra cái hiệu quả công việc cao nhất và giúp mình một cách tốt nhất